trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 69. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 24 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem đã giảng phần trước, đã giảng đến kinh Chim Sát. Trong đoạn kinh văn của kinh Chim Sát, sau cùng là nói: nhược đáo nhất hạnh tam muội, tất thành quảng đại vi diệu hạnh tâm, danh đắc tương tự vô sanh pháp nhẫn, nãi vi văn thập phương Phật danh. Tức nghĩa là nói, nhất hạnh tam muội chính là danh hiệu của mười phương chư Phật. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý những lời của Đại sư Ngẫu Ích khai thị. Cái gì gọi là nhất hạnh tam muội? Chúng tôi xin đơn giản mà giải thích. Nhất hạnh tam muội tức là niệm Phật tam muội, còn gọi là nhất tướng tam muội. Nếu quý vị nhìn thấy trong kinh luận mà có những danh từ này, nhất hạnh tam muội và nhất tướng tam muội, đó đều là niệm Phật tam muội. Nhất hạnh, nhất hạnh, nhất thiết hạnh, nhất tướng, nhất thiết tướng. Điều là nói về niệm Phật. Niệm vị Phật nào? Là chuyên niệm A-di-đà Phật, tức là nhất tâm bất loạn. Nhất định phải hiểu cái ý nghĩa này. Chẳng những pháp xuất thế gian, pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Nếu muốn thành tựu, quan trọng nhất là phải thâm nhập một môn. Dũng mãnh tinh tấn, huân tu lâu dài thì nhất định được thành tựu. Pháp xuất thế gian, chỉ có pháp môn niệm Phật là thù thắng không gì sánh bằng. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ dạy cho chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm tức là nhất hạnh tam muội, cũng là nhất tướng tam muội. Chính là trong kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn. Là sẽ đạt đến thanh tịnh quảng đại vi diệu tâm hạnh. Tiêu chuẩn niệm Phật vốn là như vậy. Cho nên phải phát Bồ Đề tâm. Cái gì là Bồ Đề tâm? Đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Diệu Giải có giảng rất rõ ràng, tức là chân tín, thiết nghĩa nguyện. Chân tín là lòng tin tuyệt đối không có hoài nghi, thiết nguyện là nguyện vọng khẩn thiết, chỉ có một nguyện vọng này.
những nguyện cầu khác đều buông bỏ hết. Không cầu danh văn lợi dưỡng, không cầu sanh thiên, không cầu phước báo. Chỉ cầu vãng sanh về cực lạc thế giới, chỉ cầu thân cận A-di-đà Phật. Lòng tín nguyện này tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Lại cộng thêm nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm là hạnh. Bạn xem đã đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh. Tiêu chuẩn niệm Phật vốn là như vậy. Lại xem tiếp một đoạn. Phật độ chúng sanh, bất giảng quán thân, hằng vô bì nguyện. Chúng ta đối với Phật tuyệt đối không thể dùng tâm phàm mà đo lường. Chúng ta trước khi chưa tiếp xúc với Phật Pháp, không nhận biết Phật Bồ Tát, không hiểu rõ, thì tránh không khỏi sanh ra hiểu lầm. Còn tin lời đồn nhảm nói Phật Bồ Tát là mê tín, nói Phật Bồ Tát là bức tượng, có ý hay vô ý khinh thường Phật Bồ Tát. Thậm chí còn làm nhục phá hoại, còn bảo là phá trừ mê tín. Chúng ta đã tạo tội rất nặng, Phật Bồ Tát có trách chúng ta hay không? Phật Bồ Tát có đến độ chúng ta hay không? Đó là chúng ta dùng tâm phàm mà đo lường tâm của Phật Bồ Tát. Chúng ta đã nghĩ sai, chúng ta cũng đã nhìn sai. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có ân quán. Tâm của Phật Bồ Tát là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi đối với tất cả chúng sanh. Cho dù bạn muốn giết hại các ngài, nhưng nếu Phật Bồ Tát không còn tại thế thì bạn làm sao có thể giết hại được? Bây giờ chỉ có tượng Phật làm bằng gỗ bằng đất, bạn dùng tâm sân hận ác niệm đem nó hủy hoại thì cũng như giết hại chư Phật Bồ Tát vậy. Chư Phật Bồ Tát vẫn không trách bạn. Chỉ cần bạn biết hồi đầu. Biết hồi đầu tức là thật sự sám hối. Tự biết trước kia mình đã làm sai, vì trước kia không biết. Tự mình đã làm sai, bây giờ mình phải hồi đầu. Mình nương nhờ Phật, mình đã thật sự tin, mình nguyện sanh về tịnh độ, Phật Bồ Tát vẫn còn chiếu cố bạn, sẽ không chê bỏ bạn. Cho nên chẳng những Phật Bồ Tát không còn phân biệt, ngươi là quan gia đối đầu với ta, còn người kia là người thân yêu của ta. Phật Bồ Tát không có tâm phân biệt như vậy, không có chấp trước như vậy. Cho nên một mực chân thành, bình đẳng, thương yêu chúng sanh, giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Chỉ cần bạn chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát đều rất vui lòng giúp cho bạn thành tựu.
cân nhắc cho bạn. Hy vọng bạn trong đời này vượt ra khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh viễn giải thoát biển khổ. Biển khổ là luân hồi. Vãng sanh về cực lạc thế giới được sự thù thắng không gì sánh bằng. Phật Bồ Tát hộ niệm chúng sanh, giúp đỡ cho chúng sanh vĩnh viễn không có mệt mỏi. Theo người thông thường chúng ta mà nói, tinh thần và thể lực của Phật Bồ Tát rất tốt. Vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương thế giới, chỉ cần khởi tâm động niệm cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ thì Phật Bồ Tát lập tức hiện thân cảm ứng đạo giao. Phật Bồ Tát có cái khả năng này. Khi chúng ta sanh đến cực lạc thế giới cũng có cái khả năng này, có thể hóa thân. Đó là thần thông, là thần túc thông. Một cái thân của chúng ta có thể biến vô lượng vô biên thân. Ở nơi nào có cầu thì chúng ta phân thân biến một cái thân đi đến nơi đó, cũng là tùy theo ý niệm của chúng sanh mà biến ra cái thân đó. Cho nên biến thân có thể biến ra rất nhiều thân, nhưng hình tướng thì khác nhau. Quý vị có đọc trong phẩm Phổ Môn thì biết được Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân, tức là 32 loại thân tướng không đồng. Mỗi một loại thân tướng cũng khác nhau. Đây không phải là Phật Bồ Tát có ý, có phân biệt, có chấp trước. Phật Bồ Tát không có phân biệt, không có chấp trước. Phật Bồ Tát hiện thân tướng là tùy theo ý niệm của chúng sanh mà hiện ra. Đây tức là duy thức sở biến của chúng sanh. Đó là chuyện như vậy. Thì như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm sự kết tinh của nước, ông ta đã thí nghiệm 8-9 năm rồi. Mỗi ngày ông ta dùng kính hiển vi để quan sát nước, chưa từng phát hiện có hai cái kết tinh hoàn toàn tương đồng. Đó là thế nào? Đó tức là nói chưa bao giờ có hai cái ý niệm đều giống nhau. Ý niệm của chúng ta từng sát na sanh diệt, mỗi một ý niệm cũng không giống nhau. Nếu chúng ta nói tương đồng, tương đồng như thế nào? Chỉ là tương tự, tuyệt đối không phải hoàn toàn tương đồng. Cho nên tùy theo ý niệm của bạn mà biến hiện ra cảnh giới. Không có cảnh giới nào mà giống nhau cả. Cái đạo lý sự thật này cũng phải hiểu rõ, là tùy loại hóa thân, tùy tâm ứng lượng, biến hiện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vì sao Phật Bồ Tát hiện thân tướng không cảm thấy mệt mỏi? Là vì Bồ Tát không có chấp tướng. Chư Phật Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thì ai biết mệt mỏi? Vì sao chúng ta làm việc lại biết mệt mỏi? Vì chấp trước có ngã, chấp trước cái thân này là ta. Nếu làm công việc nhiều rồi thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Còn Phật Bồ Tát không chấp trước cái thân này là ta. Cái thân này là gì? Cái thân này là cơ khí, là máy móc. Nhân loại chúng ta hiện nay phát minh ra máy móc, dùng máy móc rất là phổ biến. Máy móc không biết mệt mỏi. Máy móc đơn giản nhất là đồng hồ. Bạn xem chiếc đồng hồ, nó chạy suốt 24 tiếng, không ngừng.
Hiện nay đồng hồ dùng bằng pin, dùng hết pin thì nó sẽ ngừng lại, thay vào một cục pin mới thì nó lại tiếp tục chạy, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Đó là đạo lý như vậy. Thân thể của Phật Bồ Tát thì như cái máy đồng hồ không khác, vì phục vụ cho tất cả chúng sanh không bao giờ có mệt mỏi. Nếu Phật Bồ Tát chấp trước cái thân này là ta thì các ngài sẽ mệt mỏi. Vì các ngài không chấp cái thân này là ta nên các ngài có thể ứng hóa vô lượng vô biên thân, cũng là vì phục vụ cho tất cả chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh có cảm thì các ngài liền ứng hiện, các ngài đến để phục vụ. Đích thật là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chẳng những là không chấp tướng, kể cả ý niệm cũng không chấp. Gọi là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Tức là không phân biệt. Vô tướng là không chấp trước. Các ngài không còn phân biệt, không còn chấp trước, cho nên vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Ba câu này là nói rõ Phật độ chúng sanh. Đoạn kế tiếp là nói về cảm ứng. Cẩu vân Phật danh, Phật tất hộ niệm. Bất luận hữu tâm vô tâm, tính dự bất tính, giai thành duyên chủng. Chúng ta xem đoạn này. Chỗ này có chữ cẩu. Chúng ta dịch chữ cẩu ra nghĩa trắng, tức là chỉ cần bạn nghe được danh hiệu của Phật. Chỉ cần bạn nhìn thấy tượng Phật, bất luận là tượng vẽ hoặc là tượng Phật làm bằng đất hay là tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, chỉ cần bạn nhìn thấy tượng Phật và nghe được danh hiệu của Phật thì bạn có duyên với Phật, thì Phật sẽ hộ niệm cho bạn. Trong kinh Phật gọi là hộ niệm, tức là người thông thường chúng ta gọi là phù hộ. Phật sẽ phù hộ cho bạn. Thông thường người thế gian cũng gọi là quan tâm, nghĩa là Phật Bồ Tát quan tâm bạn. Vì bạn đã thấy qua hình tượng của các ngài, bạn cũng đã nghe qua danh hiệu của các ngài, bất luận là cố ý hay vô ý. Vô ý là ngẫu nhiên nhìn thấy, và bất luận bạn tin hay không tin. Có số người, đặc biệt là những người tín ngưỡng các tôn giáo khác, khi họ nhìn thấy tượng Phật hoặc nghe được danh hiệu của Phật, họ nhất định là không tin, thậm chí còn hủy bán hoặc nói đây là mê tín. Bạn nói tượng Phật là mê tín nhưng Phật vẫn sẽ phù hộ cho bạn, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên giai thành duyên chủng, tức điều thành cái duyên chủng tử. Chúng ta không thể không biết điều này. Trong vô ý đã kết cái duyên với Phật. Những chuyện như vậy thì là quá nhiều, quá nhiều. Do đây mới biết Phật kết cái duyên với chúng sanh, thật tại mà nói, rộng lớn không có bờ bến. Tuy Phật kết cái duyên với chúng sanh, nhưng chúng sanh cũng phải làm tăng thượng duyên. Rất nhiều người, họ làm sao thấy được tượng Phật? Dĩ nhiên là phải có người tạo tượng Phật.
để cho họ nhìn thấy. Nếu ở địa phương này không có người tạo tượng Phật thì những người ở địa phương đó từ nào đến giờ chưa có thấy qua tượng Phật. Cho nên những người chúng ta là đệ tử của Phật thì phải có nhiệm vụ kiến tạo tượng Phật. Hiện nay ở Trung Quốc và ngoại quốc có rất nhiều địa phương kiến tạo tượng Phật lớn. Chúng ta cũng biết kiến tạo tượng Phật lớn công đức thật sự ở tại đâu. Công đức tức là chỗ này nói, chỉ cần nghe được danh hiệu của Phật thì Phật nhất định hộ niệm. Bất luận là cố ý hay vô ý, tin hay không tin, đều thành cái duyên chủng tử để cho tất cả chúng sanh làm tăng thượng duyên, đặc biệt là những nơi du lịch tham quan. Mỗi ngày từ các nơi trong nước và ngoài nước, khách du lịch đến tham quan, bất luận họ tin hay không tin, khi họ nhìn thấy tượng Phật hoặc là họ nghe được ở đó đang niệm Phật, họ nghe được danh hiệu của Phật, thì họ đã có duyên với Phật, gọi là vừa lọt vào nhĩ căn, vĩnh viễn là đạo chủng. Đến khi nào cái duyên được thành thục thì họ sẽ được độ. Rồi cái gì gọi là thành thục? Tức là có thể tin, có thể nguyện, có thể y giáo phụng hành. Đó là đã thành thục. Bây giờ cái duyên của chúng ta cùng với Phật đã thành thục, không phải là ngẫu nhiên, là do nhiều đời, nhiều kiếp thấy qua tượng Phật và nghe được danh hiệu của Phật. Cũng là tin hay không tin, có ý hay vô ý. Chúng ta trong đời quá khứ cũng là như vậy. Trong đời này, cái duyên đã thành thục. Cho nên khi nhìn thấy tượng Phật và nghe được danh hiệu của Phật, thật sự tin, thật sự hiểu rõ, thì liền phát tâm tu học Phật Pháp. Chúng ta tiếp tục xem mấy câu sau cùng. Phật từ bất khả tư nghị, danh hiệu công đức bất khả tư nghị, đích thị nan tính chi pháp. Trong đoạn này là nói ba sự việc lòng từ bi của Phật không thể nghĩ bàn. Chúng ta là lục đạo chúng sanh, chẳng có cách nào tưởng tượng được lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật và lòng bao dung của Ngài. Thật là không thể nghĩ bàn. Công đức danh hiệu cũng không thể nghĩ bàn. Bạn hãy xem, bất luận là tất cả chúng sanh có ý hay vô ý, tin hay không tin, mà nghe được danh hiệu của Phật thì đều được Phật hộ niệm, thì đã có duyên với Phật. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Một câu sau cùng là nói đích thật là pháp khó tin.
Chúng ta trong đời này, chúng ta đã hiểu rõ minh bạch, cho nên phải đem Phật Pháp giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Dùng phương pháp gì? Dùng niệm danh hiệu của Phật. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta dùng máy niệm Phật để pin vào, chúng ta thâu danh hiệu của A Di Đà Phật cho vào trong máy, thì chiếc máy niệm Phật này sẽ niệm Phật suốt 24 tiếng không ngừng, không mệt mỏi. Chỉ cần mỗi người nghe được tiếng Phật hiệu, tức nghĩa là nói, bất luận họ tin hay không tin, bất luận họ có ý hay vô ý, cả thể đều đã trồng được chủng tử của Phật, cả thể đều đã có duyên với Phật. Đặc biệt là trong năm nay, đài truyền hình Hoa Tạng chúng ta là vào Tết Nguyên Đán năm nay đã khai trương suốt 24 tiếng giảng kinh niệm Phật. Sau khi giảng xong một đoạn kinh văn thì có niệm Phật 20 phút. Tiếng Phật hiệu truyền thanh cho toàn thế giới nghe. Những người nào có duyên là những người thính chúng đón nghe có duyên. Mỗi một người đón nghe hoặc tự họ xem, bên cạnh cũng có người có ý hay vô ý ngẫu nhiên nghe được, đều đã thành chủng tử của Phật, đã reo vào chủng tử của Phật trong A Lại Gia Thức, thì công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh này nói, bộ kinh này là pháp khó tin. Còn lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong cuốn Tịnh Ngữ có nói, khó tin, khó tin, thật khó tin. Ngài đã nói ba chữ khó. Khó tin mà chúng ta có thể tin, đó là vô cùng vô cùng đáng quý. Lại xem tiếp một đoạn. Văn kinh thọ trì, bất cận chư Phật hộ niệm, nhân nhân giai đắc viên chứng tam bất thối, niệm niệm thú hướng Phật quả diệu giác giả. Đây là nói nghe kinh thọ trì, sự lợi ích của niệm Phật. Sự lợi ích cũng là không thể nghĩ bàn. Nghe kinh là bạn đã nghe qua bộ kinh này. Từ xưa đến nay, những người giảng kinh Di Đà rất nhiều. Tại vì sao? Vì công đức lợi ích của kinh này vô cùng thù thắng. Chẳng những là các pháp sư xuất gia, trong các pháp sư giảng kinh, chưa chắc là có giảng những bộ kinh khác, nhưng chắc chắn là có giảng qua kinh Di Đà. Bất luận là các pháp sư của tông phái nào, chỉ cần là các pháp sư giảng kinh, trong một đời của họ chắc chắn là có giảng qua kinh Di Đà. Nếu bạn hỏi họ có duyên với tịnh độ hay không, dĩ nhiên là đã kết cái duyên với tịnh độ. Chẳng những đã kết được duyên mà họ còn giảng giải bộ kinh này, thì kết cái duyên càng sâu. Trong đời này tuy họ không muốn vãng sanh, đến một ngày nào đó cái duyên đã thành thục thì họ chắc chắn sẽ được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Đó là nhất định như vậy.
一定的道理啊。那么专修净土，广法师专修净土，中đời họ nhất định giảng kinh Di Đà không chỉ là giảng một lần. Như trước kia lão cư sĩ Lý Minh Nam, ngài ở Đài Trung giảng kinh thuyết pháp 38 năm. Trong 38 năm ngài giảng qua kinh Di Đà 6 lần, đã giảng 6 lần. Còn tôi gần đây trong mười mấy năm, sau khi lão cư sĩ Lý Bình Nam vãng sanh, những bạn đồng học ở quốc nội và hải ngoại thỉnh tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi đã giảng qua 9 lần. Gần đây tôi ở Tân Gia Ba giảng lần thứ 10. Lần này chúng tôi giảng không bị hạn chế thời gian. Mỗi lần về đến Tân Gia Ba tôi cũng tiếp tục giảng, cho nên giảng được rất tường tận so với trước kia, còn giảng tường tận hơn. Còn kinh Di Đà tôi cũng giảng qua mấy lần. Tôi đã giảng qua kinh Di Đà yếu giải và giảng qua kinh Di Đà sớ sao, cũng giảng qua kinh Di Đà dịch nghĩa. Mỗi lần giảng thì sự thể hội khác hẳn, thì càng thâm nhập hơn, cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Tôi có biên soạn một quyển Di Đà yếu giải nghiên tập báo cáo. Đây là đề tài buổi giảng Phật học trong trường đại học. Do vì các sinh viên nghe giảng kinh bị hạn chế thời gian, vậy thì phải giảng mấy ngày thì xong. Giảng 7 ngày, mỗi ngày giảng 2 tiếng, giảng 14 tiếng thì giảng xong. Lần này tôi ở đây giảng cũng dùng lại quyển Di Đà yếu giải nghiên tập báo cáo, nhưng cách giảng thì giảng tường tận, cũng không phải là giảng rất tường tận. So với trước kia trong những buổi giảng Phật học thì tường tận hơn một tí, cũng dùng hết không ít thời gian, nhiều hơn 14 tiếng. Cho nên văn kinh thọ trì, tức là chúng ta có duyên được nghe được bộ kinh này liền sanh lòng vui mừng mà có thể tiếp nhận. Những lý luận trong kinh đã nói mà có thể tiếp nhận, có thể tiếp nhận phương pháp, có thể tiếp nhận cảnh giới, đây là thật là rất tốt. Đó tức là chứng minh thiện căn phước đức của bạn đã thành thục, nên bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể thọ trì. Cái gì gọi là trì? Trì tức là ngày nay chúng ta gọi là thực hành trong cuộc sống của mình, thực hành trong công việc của mình, xử sự đối người tiếp vật. Bộ kinh này đối với tư tưởng kiến giải hành vi của chúng ta đã khởi tác dụng thì gọi là thọ trì. Cũng có nghĩa là bạn đã vào được cảnh giới của kinh Di Đà. Bất luận bạn vào được cạn hay sâu, thời gian lâu dài hay tạm thời, đều được chư Phật hộ niệm. Hai chữ chư Phật này là có hai ý nghĩa. Ở phần trước chúng tôi có nói qua,
Trong kinh nói chư Phật, tức là chỉ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nhất định hộ niệm cho bạn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật không lẽ không hộ niệm cho bạn? Tại vì sao? Vì mỗi một vị Phật đều tôn kính A Di Đà Phật, đều tôn trọng A Di Đà Phật, đều khen ngợi A Di Đà Phật. Đệ tử của A Di Đà Phật được thơm lây. Bất luận là vị Phật nào của thế giới khác, vị Phật đó khi nhìn thấy học trò của A Di Đà Phật đến thì cũng đặc biệt tiếp đãi. Tâm của mọi người đều suy nghĩ như nhau. Tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Tiếp theo là nói sự lợi ích lớn lao. Nhân nhân giai đắc viên chứng tam bất thối. Nhưng bên trong này có một điều kiện. Cái điều kiện này tức là tự bạn phải có đầy đủ chân tính thiết nguyện và nhất hướng chuyên niệm. Tuy bạn bây giờ chưa vãng sanh, bạn vẫn còn sống trong thế gian này. Tuy còn ở thế gian này nhưng bạn đã viên chứng tam bất thối. Tự mình có biết hay không? Tự mình không biết. Tự mình tuy không biết nhưng thật sự bạn đã thành tựu rồi. Tại vì sao? Vì bạn đã quyết định vãng sanh. Vãng sanh đến cực lạc thế giới thì bạn chứng tam bất thối. Cho nên bạn chỉ cần quyết định trong đời này vãng sanh, cũng tức là bạn bây giờ thì chứng được tam bất thối. Đó là ý nghĩa như vậy. Thật ra cũng không dễ gì đạt đến tam bất thối, đặc biệt là viên chứng. Muốn đạt đến viên thật là quá khó, quá khó. Bạn chứng được tam bất thối, tức là đã chứng được sư trụ Bồ Tát của viên giáo, nhưng chưa có viên. Đạt đến địa vị nào mới có thể gọi là viên? Thật tại mà nói, đạt đến đẳng giác Bồ Tát mới gọi là viên. Đây mới là thật sự không thể nghĩ bàn, thật sự là pháp khó tin. Nếu chúng ta đem ý nghĩa của viên này mở rộng một tí, điều kiện mở rộng một tí, mở rộng ra, đó tức là chứng được tịch diệt nhẫn, thì gọi là viên. Tịch diệt nhẫn có ba phẩm. Pháp Vân Địa Bồ Tát là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, đẳng giác là trung phẩm tịch diệt nhẫn, Như Lai Quả Địa là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Tức là viên chứng thấp nhất tam bất thối là thập địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát của Pháp Vân Địa. Địa vị này rất cao. Đó là chúng ta nói chữ viên. Đem điều kiện mở rộng một tí, lại muốn hỏi còn có thể mở rộng thêm một tí được hay không? Nếu mở rộng thêm một tí thì không phải là thật sự viên chứng, mà là tiếp cận viên chứng, tức là đã đến giáp giới của viên chứng. Đó là địa vị Bồ Tát gì? Là địa vị Bồ Tát của vô sanh nhẫn. Chứng được vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn tức là tất cả pháp không sanh không diệt,
là địa vị gì? Là thất địa, bát địa, cửu địa. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ biết được, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù sanh vào phàm thánh đồng, cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát cũng có thể nói đã viên chứng tam bất thối Bồ Tát. Điều kiện này cũng đã mở rộng. A Di Việt Trí Bồ Tát tức là từ thấp địa trở lên, hay nói cách khác, bậc Bồ Tát chứng được vô sanh nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Từ thấp địa trở lên có thể nói là viên chứng, nhưng thật sự viên chứng là đẳng giác Bồ Tát. Thất địa trở lên thì đã sát gần là tiếp cận viên chứng, không dễ đâu. Đó là trong 84.000 pháp môn, vô lượng vô biên chư Phật quốc độ cũng không có. Chỉ có pháp môn niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn mới có thể viên chứng tam bất thối. Chúng ta biết được mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều giảng Tịnh Độ Tam Kinh, đều giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tức nghĩa là Kinh Hoa Nghiêm và Tịnh Độ Tam Kinh là căn bản giáo học của tất cả chư Phật độ chúng sanh. Cả thể đều phải giảng. Thì như trong trường học nhất định phải dạy. Những môn học này, còn 84.000 pháp môn là môn học chọn ra. Kinh Hoa Nghiêm và Tịnh Độ Tam Kinh là căn bản pháp luân. Chỉ có pháp môn này thì mới có thể một đời thành tựu, và lại sự thành tựu rất cao, thật sự không thể nghĩ bàn. Thật sự là pháp khó tin, niệm niệm thú hướng Phật quả diệu giác, tức là viên chứng tam bất thối. Phương hướng và mục tiêu tinh tấn của họ là vô thượng Phật quả diệu giác, cao hơn bậc đẳng giác. Bậc diệu giác là Phật quả cứu cánh viên mãn, trực tiếp hướng theo cái mục tiêu này. Không phải là nói từ địa vị Bồ Tát từng giai cấp mà dần dần tiến lên trên, không phải vậy. Đó là thật sự hoàn toàn phù hợp với con đường thành Phật. Ở khoảng giữa không có cong vẹo, tức là không đi con đường vòng vèo. Quả hiệu của diệu giác tại trong kinh chúng ta thường đọc đến, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là phản văn hoàn toàn dịch âm, nhưng cũng có thể dịch thành ý nghĩa trung văn. Vì sao không dịch? Vì danh hiệu này gọi là tôn trọng không dịch. Không phải không thể dịch, chúng ta đối với danh hiệu này đặc biệt tôn trọng. Bởi vì đây là tất cả những người học Phật đều hy vọng sau cùng là đạt được quả đức. Chúng ta vì sao phải học Phật? Muốn cầu cái gì? Tức là muốn cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu dịch thành ý nghĩa của trung văn, A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thượng, gọi là vô thượng,
Tam dịch là chánh, miệu dịch là đẳng. Tam miệu tức là chánh đẳng. Tam dịch là chánh, Bồ đề dịch là giác. Cho nên hoàn toàn dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái danh hiệu này, thật tại mà nói, nếu đem nó chia ra để nói thì có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chánh giác. Giai đoạn thứ hai là chánh đẳng chánh giác. Giai đoạn thứ ba là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả nhiên bạn đã đạt được thì danh hiệu của bạn cũng thay đổi. Cái danh hiệu này có thể nói là học vị. Trong nền giáo dục của Phật Đà là tiêu chuẩn của học vị. Học vị thấp nhất là A-la-hán. Danh xưng của học vị gọi là A-la-hán. Hiện nay trong trường đại học thông thường, học vị thấp nhất gọi là học sĩ. A-la-hán thì tương đương với học sĩ. Học vị thứ hai là Bồ-Tát. Bồ-Tát thì như là thạc sĩ. Học vị thứ ba là Phật. Phật thì như là tiến sĩ. Cho nên cái danh hiệu này là có ba cái danh xưng của học vị. Chúng ta phải biết điều này. Cũng có thể lên lớp A-la-hán, lên một lớp là Bồ-Tát, Bồ-Tát lại lên một lớp là Phật. Phật là học vị cao nhất. Bạn tu pháp gì thì mới có thể nhận được học vị này? Trong 84.000 pháp môn, đó là phương pháp, đó là bí quyết. Cả thể đều là tu đạt đến A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Nếu bạn tu thành chánh giác thì bạn đã thành bậc A-la-hán. Giảng đến chỗ này, tôi cũng gặp phải rất nhiều người hỏi tôi. Người thế gian chúng ta có người nào giác ngộ hay không? Khoa học gia có kể họ đã giác ngộ hay không? Triết học gia có kể họ đã giác ngộ hay không? Thế gian còn có rất nhiều bậc thánh hiền. Họ có trí huệ, có đạo đức. Có kể họ đã giác ngộ hay không? Đúng, họ cũng giác ngộ. Vậy thì họ có thể xưng là A-la-hán được không? Không được. Tại vì sao? Vì tiêu chuẩn của Phật là chánh. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Là phải đoạn hết phiền não. Phiền não là gì? Danh từ của nhà Phật gọi là thân kiến. Nếu xem cái thân thể này là ta, cách nhìn như vậy là sai lầm. Thân thể không phải là ta. Vậy thì thân thể là gì? Thân thể là sở hữu của ta. Cũng như y phục vậy, y phục không phải là ta, là sở hữu của ta. Lục đạo chúng sanh đều xem cái thân thể này là ta, đây là sai lầm. Không phải là chánh giác. Cho nên nếu bạn còn chấp trước thân thể là ta, vẫn còn chấp trước tham sân si mạng là ta, không chịu buông bỏ những thứ này, không chịu buông bỏ thị phi nhân ngã, không chịu buông bỏ tham sân si mạng, không chịu buông bỏ ngũ dục lục trần, tuy bạn giác ngộ nhưng không gọi là chánh giác. Người thật sự chánh giác, họ đều buông bỏ những thứ này.
không còn chấp trước cái thân này là ta, tuyệt đối không còn chấp trước danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tuyệt đối không còn những thứ phiền não này. Cái giác này phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà Phật thì Phật gọi là chánh giác. Thì họ liền có một danh hiệu gọi là A-la-hán. Những người đạt được chánh giác thì ra khỏi lục đạo luân hồi, đã siêu việt luân hồi. Nếu họ muốn vào trong lục đạo, đó là họ thừa nguyện tái lai. Họ không phải là thân nghiệp báo. Họ đến để làm gì? Họ đến để độ chúng sanh, họ đến để giáo hóa chúng sanh, hoàn toàn giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà ứng hiện các thân tướng không đồng. Đó là học vị thứ nhất A-la-hán. Lại lên một lớp là học vị thứ hai gọi là Bồ-Tát. Bồ-Tát là chánh đẳng chánh giác. Cái học vị này thì cao, gọi là chánh đẳng. Đẳng là gì? Là cũng như Phật, nhưng họ không phải Phật. Họ rất gần với Phật, cũng như Phật, nhưng không phải Phật. Họ cao hơn A-la-hán, cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Sau cùng học vị cao nhất gọi là Phật Đà. Sự thành tựu của Phật Đà là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, nhưng cũng không sánh bằng Phật. Đạt đến chánh đẳng chánh giác cứu cánh viên mãn, lại cộng thêm vô thượng. Vô thượng là Phật quả, chánh đẳng chánh giác là quả vị của Bồ Tát. A-la-hán và Bích Chi Phật đều thuộc về chánh giác. Tại trong Phật Pháp gọi là tiểu thừa, hoặc gọi họ là nhị thừa. Hàm nghĩa của trong những danh từ thuật ngữ này chúng ta phải hiểu. Nếu không hiểu thì thuộc ngoài nghề. Chúng ta lại xem một điều sau cùng. Văn danh công đức như thử siêu thắng, Thế Tôn cập thập phương chư Phật, đồng sở tuyên thuyết, khả bất tính hồ. Nghĩa là nghe được một tiếng danh hiệu của A-di-đà Phật thì lợi ích công đức rất lớn, từ bạn chẳng có cách nào tưởng tượng được. Nếu không nhờ chư Phật và Tổ sư Đại Đức giảng giải cho chúng ta thì chúng ta làm sao hiểu được? Chúng ta nghĩ rằng nghe một tiếng danh hiệu của A-di-đà Phật bình thường đã nghe rồi, đâu có cái gì khác lạ, đâu có cái gì đặc biệt. Thật tại mà nói là như thị siêu thắng. Siêu là siêu việt, thắng là thù thắng. Bất luận bạn tin hay không tin, bất luận bạn có ý hay vô ý, chủng tử đã reo vào trong A-lại gia thức của bạn. Theo người thông thường hiện nay chúng ta mà nói, ấn tượng đã in vào trong đầu óc của bạn. Người thế gian là nói như vậy. Ấn tượng đã in vào trong đầu óc của bạn, cái ấn tượng này vĩnh viễn không diệt. Đến lúc nào cái duyên này đã thành thục thì duyên đã thành thục, thì lúc đó bạn sẽ đạt được sự lợi ích chân thật. Cái duyên thành thục tức là bạn gặp được thiện tri thức, gặp được bạn đồng học tốt,
đến chỉ dạy cho bạn, giúp đỡ cho bạn đoạn nghi sanh tính, giúp đỡ cho bạn tu hành như lý như pháp. Trong đời này bạn sẽ thành công, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chứng được thân kim cang bất hoại, chứng được vô lượng thọ, chứng được vô lượng quang. Vô lượng quang là vô lượng trí huệ, bạn đã chứng được hết. Cho nên Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương tất cả chư Phật đều đang khuyên chúng ta, đều đang tuyên thuyết. Chúng ta không tin hay sao? Chúng ta không thể không tin. Bây giờ thời gian đã đến.